khán thính giả Dũng Hình để xem phần 3 còn lại của chương trình bình luận thời sự của Mikao TV phát trên 57.13 Galaxy 19 trên toàn nước Mỹ và Canada. Khán thính giả ở miền Bắc San Jose có thể coi 18.2. Ngoài ra khán thính giả cũng có thể truy cập vào YouTube để xem chương trình này. Trong phần này chúng tôi nói về cái thái độ lo sợ của Việt Nam. Một lần nữa Việt Nam hứa là sẽ mua thêm hàng của Mỹ sau khi bị ông Trump cảnh báo. Chúng ta nhớ là ngày 28 thì là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng đã nói với Hà Nội rất là, nói tại Hà Nội họp báo nói rất khẩn thiết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục coi lại hai điểm. Thứ nhất là làm sao cho cái cán cân mậu dịch hai bên nó gần tới cân bằng. Đó là một. Cái thứ hai là coi lại những cái mà Mỹ nói rằng là Việt Nam để cho Trung Quốc tuồn hàng qua, đề là Made in Việt Nam, sản xuất tại nước Tàu. Thì cái điều đó làm cho Việt Nam nao núng lo sợ. Thì chúng ta thấy ngày 28 bà Lê Thị Thu Hằng đã nói rồi. Nhưng mà 1 tháng 7 mới đây tại Hà Nội, đại diện cho tòa đại sứ của Mỹ ở tại Hà Nội lại họp báo nói cái này. Nói nữa rằng tổng thống chúng tôi rất là quan ngại về cái chuyện Việt Nam làm ăn với không có công bằng và có tính cách là khinh thường cái nước Mỹ còn hơn cả Trung Quốc. Đã làm, đã nói rồi, đã họp báo hai bên đã nói rồi, nhưng bây giờ một lần nữa thì tức là từ 28 cho tới mùng 1 thì tòa đại sứ nói lại một lần nữa, thì cái điều này có vẻ làm cho Việt Nam rất là lo sợ. Không phải tự nhiên mà tòa đại sứ của Mỹ Hà Nội mà nhắc lại một lần nữa, làm cái chuyện này nó lên, nó làm cho trầm trọng thêm, thì phải có mục đích. Có lẽ là tới lúc Mỹ thấy Việt Nam họ không có vừa lòng Việt Nam cái chỗ nào đó mình cũng không biết được. Và ông Trump đã nói cái điều đó rồi, 28 bà Lê Thị Thu Hằng là họp báo nói rồi, mọi chuyện clear, làm rõ rồi, thì bây giờ tòa đại sứ lại nói một lần nữa. Đây là vấn đề quan trọng đối với Việt Nam. Việt Nam nó khác với Trung Quốc là một cái nước nhỏ, chỉ cần Mỹ nhích một cái là Việt Nam có thể đổ vỡ. Thành ra cái này chúng ta thấy đó là một cái lo lắng, nhưng mà không hiểu tại sao Mỹ lại nói cái này. Thì Việt Nam đã lên tiếng sau cái lời họp báo nói của tòa đại sứ ở Hà Nội, nói rằng như vậy thì Việt Nam nói rằng là mới đây Việt Nam đã họp với Hoa Kỳ để ký một cái bản ghi nhớ, tức là cái mới nữa, ngoài cái chuyện mua hàng rồi thì bây giờ ký một cái bản ghi nhớ về cái vấn đề giới bộ năng lượng của Mỹ, để làm thế nào là mua năng lượng, tức là nhiều loại năng lượng, than, đá, khí, lỏng, dầu hỏa, tất cả các thứ, và để cho Hoa Kỳ có một cái an tâm về, bởi vì cái bản ghi nhớ nó chiết rất là dài suốt năm, mua bao nhiêu chứ không phải là mua một món một. Cái điều đó cho thấy rằng là Việt Nam nhắm vào cái bộ năng lượng của Mỹ. Thật sự thì Mỹ hiện giờ đang có cái nhu cầu giải quyết một số cái năng lượng, nhất là những cái khí hóa lỏng, rồi cái vấn đề là những cái sản phẩm của dầu thô, rồi những cái vấn đặc biệt là than đá. Thì cái điều này cho thấy là Việt Nam bắt đầu chạy theo Mỹ. Và chúng ta nhớ là trong cái 2018 cuối quý vừa qua, Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ là 60 tỷ Mỹ Kim, 60 tỷ Mỹ Kim. Và trong 60 tỷ đó là nó chênh lệch về phía Việt Nam có lợi là 38 tỷ. Tức là chưa kể cái gần 38 tỷ trước kia nữa thì nó nhập lại rất là nhiều. Do đó cái điều đó làm cho, có lẽ phải chăng cái điều đó làm cho Mỹ, tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội lên tiếng một lần nữa, nói cái lời cảnh báo. Chúng ta không biết sau đây thì những cái điều Việt Nam làm có vừa lòng Mỹ chưa, hay là Mỹ đòi hỏi nữa, thưa anh Viên Huy. Dạ vâng. Thật ra thì cái sự chênh lệch về thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nếu so với Trung Quốc không đáng bao nhiêu vậy thưa anh. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump nhìn cái vấn đề đó thì vẫn đưa ra cái lời đe dọa. Và ở đây chúng ta hiểu rằng là đây là một cái sự đe dọa có tính cách về chính trị nhiều hơn là cái chính sách về kinh tế. Tức là coi như là
Chúng tôi biết là những cái lối mánh khóe làm ăn của anh rồi đó, nhưng mà tôi để đó, mà anh nếu mà anh biết điều với chúng tôi thì sẽ khác. Biết điều đây là biết điều gì? Có thể là về những cái vấn đề an ninh quốc phòng hiện tại bây giờ Mỹ đang muốn lôi kéo Việt Nam, thưa giáo sư. Bây giờ quan hôm nay là chúng ta đang là ngày mùng 3 tháng 7 và ngày mai là cái ngày mà lễ độc lập của Hoa Kỳ. Một cái lễ độc lập mà đối với bất cứ một quốc gia nào thì cũng thường thường là được tổ chức rất là trang trọng, và cái bình thường là hay có một cái cuộc duyệt binh để mà chứng tỏ cái lực lượng hùng hậu về quân sự của mình. Thì thưa quý khán giả, vào năm 2017 đó thì Pháp làm một cái lễ vào cái ngày 14 juillet là cái ngày lễ độc lập của Pháp, và có mời Tổng thống Donald Trump tham dự. Thì từ ngày đó, sau khi ông tham dự xong, thấy cái sự duyệt binh mà rầm rộ của quân đội Pháp đó, ông về ông muốn Mỹ cũng phải có một cái cuộc duyệt binh như vậy trong lễ. Và sau đó thì vào cái dịp ngày lễ cựu chiến binh thì thưa quý khán giả, ông dự tính là cũng làm cái buổi duyệt binh như vậy, nhưng mà vì cái số mà tiền chi tiêu nó dội lên đến 9 triệu Mỹ Kim, cho nên là tất cả cái Bộ Quốc phòng đã xin đề nghị là xin hoãn lại và không có thực hiện vào cái năm đó. Thì cho đến nay thì Tổng thống Donald Trump lại nhắc lại cái chuyện này và nói rằng là ngày mai là chúng ta sẽ có cái ngày lễ độc lập, mà chúng tôi muốn thấy rằng là trên trời thì những cái chiến đấu cơ của chúng ta là các loại, nhờ ông muốn nói đến F-35 sẽ gầm rú lên bầu trời. Còn dưới đất thì tất cả các loại xe tăng Abrams là cái loại xe tăng tối tân nhất của Hoa Kỳ, của bộ binh Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, thì sẽ chạy rầm rập trên đường phố của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thì hai cái điểm đó, đó người ta thấy rằng là để mà tính thực hiện hai cái điểm này thì nó cũng tốn tiền lắm, và không biết là Bộ Quốc phòng có qua không. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chúng tôi thấy rằng là hình như là không có cái gì, trái ngược lại, nghĩa là có thể vẫn tiếp tục, nhưng mà có thể tiếp tục trong cái vòng hạn chế hơn, cái số máy bay sẽ tham dự ít hơn, số xe tăng sẽ tham dự ít hơn. Ở đây thì chúng ta phải hiểu là tại sao là Tổng thống Donald Trump là muốn có cái duyệt binh như vậy. Thì rất nhiều nói rằng là đây là một cái tham vọng của ông thôi, chứ thật sự ra đó, trên thế giới bây giờ ông nước Mỹ có duyệt binh hay không duyệt binh, cả thế giới đều hiểu rằng là cái quân lực của Hoa Kỳ bây giờ vẫn là vô địch. Ngay kể cả nước Nga bây giờ cũng vậy nữa, thì cũng đang chạy đua vũ trang. Kể cả Trung Quốc bây giờ nó cố ngoi lên để mà làm cho có một cái lực lượng gần như tương xứng với lực lượng của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ nhìn chung, chúng ta nhìn thấy cái quân đội Hoa Kỳ bây giờ đang gì? Giải ra khắp trên thế giới. Về vấn đề hải quân cũng như là về vấn đề không quân, chỗ nào cũng có những cái căn cứ hải quân hoặc là căn cứ không quân của Hoa Kỳ, từ Bắc Âu cho đến Bắc Phi cho đến Nam Mỹ vân vân, chỗ nào cũng có hết cả. Vì thế cho nên cái lực lượng quân đội của Hoa Kỳ như vậy phải làm quân đội lớn, cho nên chúng ta thấy rằng là không cần phải phô trương. Đó là theo tất cả những cái người trong cái cuộc phô trương đó thì đã không có đưa thêm được cái lợi ích gì cả, mà lại còn tốn tiền của ngân quỹ quốc gia nữa. Thì thưa quý giả, họ thấy không chấp nhận, chỉ cần đốt pháo bông và có những cuộc vui chơi là đủ rồi. Thì thưa quý khán giả, nhưng ở đây thì có một số người cho rằng là Tổng thống Donald Trump muốn có cái này, muốn có cái cuộc lễ duyệt binh lớn là bởi vì rằng là từ trước nay chưa có một Tổng thống nào làm như vậy. Thì bây giờ Tổng thống, chỉ có Tổng thống Donald Trump là dám làm như vậy. Nhưng mà nhiều người mà thực tế hơn thì nói rằng chẳng phải như vậy đâu, là bây giờ ông muốn làm một cái event đặc biệt như vậy để cho dân chúng chú ý và dồn phiếu cho ông mà thôi trong cái chương trình tranh cử. Và vì thế cho nên người ta, chúng ta phải đợi đến ngày mai là xem có cái cuộc duyệt binh nó sẽ diễn ra như thế nào. Thật sự phải nói rằng là màu dầu ông mới công bố là ra bất ngờ, nhưng mà cái đó là đã cho lệnh Bộ Quốc phòng chuẩn bị lâu rồi, từ năm ngoái. Và bây giờ cái phiên bản đó bây giờ cứ làm lại ở đây. Ông bất chấp tất cả những cái chống đối cỡ địa phương, tất cả chính quyền New York, tất cả địa phương nói là ảnh hưởng tới kinh tế làm ăn, vấn đề là đường xá hư. Ông không khe cái chuyện làm là làm, không bàn gì cả. Báo chí bỏ hết, không cần để ý, tức là ông bát xê hết cái đó. Sở dĩ ông làm cái đó là tại vì vừa thành công ở cái G20 đó, mà ông cho rằng đây là một cái chiến thắng ngoạn mục.
cái thành công thứ hai là bước qua 20 bước bên kia ở cái Bắc Hàn mà lịch sử dân tộc Mỹ các cái tổng thống không ai làm được. Thì cái điều đó chỉ có ông làm được, cái đó là bản lĩnh và trí tuệ nữa, chứ không phải bản lĩnh mà không trí tuệ. Thì cái điều đó làm cho ông phấn khởi, và rõ ràng là cái điều đó để ông năm mấy năm trước ông định làm là để cảm ơn người chiến sĩ của Hoa Kỳ. Bây giờ cái chủ đề ông không phải là cảm ơn, vì nó không phải vào ngày cựu chiến binh mà ông lấy cái chủ đề là giống như cái quân đội chào mừng cái quân đội Mỹ mà dành cho các cái nước khác chào mừng, chứ không phải là nước Mỹ chào mừng nữa. Tức là quân đội Mỹ bây giờ rải hết các nơi trên thế giới cái sức mạnh phủ như vậy, thì giống như là thế giới chào mừng cái sức mạnh Mỹ. Và cuối cùng thì cái ẩn ý bên trong vẫn nói rằng để mà chào đón cái bầu cử 2020, ổng tuyên bố ra 2020 rồi thì cái này nó phùng lên một cái để chào mừng cái 2020. Thì cái điều đó mình cũng không trách là ông ra ứng cử tổng thống nào cũng vậy, chứ không phải ông Trump tìm mọi cách để đẩy cái uy tín mình lên để cho người ta để ý tới. Thì cái đó là chánh quyền, luôn luôn chánh quyền nào cũng vậy, thưa anh Vy Quy. Cảm ơn khán thính giả, chúng ta đón xem cái ngày lễ độc lập vào ngày mai, thưa khán thính giả.